Ngon ha. Nước vô cho nó mềm. Tương này không có màu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm nay nhà Thiện ăn cá lóc kho tương này chấm với rau lang. Mời cô bác anh chị cùng ăn với gia đình nhà Thiện. Hôm nay mới được ăn cơm nhà. Lâu rồi không có ăn cơm nhà. Bữa nay cũng mệt rồi, đi hết nổi rồi. Ở nhà
Đây, xin mời cô bác anh chị cùng ăn chung với gia đình nhà thiện nha. Hôm nay ở nhà ăn cơm gia đình bữa. Nó bụng quá đặc đây. Bữa nay ăn cá lóc kho tương. Tương này vừa ăn nè, không có quá mặn. Cái lá mình phân bên nhắc.